đồng chí Nguyễn Hải Ninh là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, đã trải qua cương vị lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại các cơ quan trung ương cũng như đã qua rèn luyện, thử thách ở địa phương. Ông Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24 tháng 1 năm 1976. Quê quán, xã Bình Minh, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 4 năm 2007, ông là chuyên viên phòng tổng hợp, rồi chuyên viên vụ pháp luật, Ban Nội chính Trung ương, Phó vụ trưởng vụ pháp luật, Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 9 năm 2011, Phó vụ trưởng vụ pháp luật và cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 10 năm 2014, Phó vụ trưởng rồi vụ trưởng vụ thư ký, Thư ký đồng chí Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015, tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc